Hello anh em, hôm nay nói thực với anh em là hết tiền rồi, thôi bán xe thôi. Xe này là xe mình đang đi luôn nhá. i10 2016 nhập Ấn Độ, đăng ký lần đầu 2017 biển Hà Nội. Chạy được hơn 3 vạn rồi, 3 vạn 8. Giá này sang tên cho anh em luôn, chiếc xe này giá chỉ 355 triệu nhá. Đấy, có thương lượng. Anh em nào có nhu cầu tìm một chiếc xe cho gia đình giá tầm 350, lại còn có xe nhập i10 nữa thì anh em thừa hiểu là nó chất lượng nhà rồi, cực kỳ lành luôn. Đây. i10 thì bây giờ hoàn toàn là anh em chỉ có xe, nếu mà mua mới thì chỉ có xe lắp ráp trong nước thôi. Còn những cái chiếc i10 mà phiên bản đủ hatchback 1.2 AT số tự động này mà nhập Ấn thì bây giờ nó trở nên nó gọi là tuyệt chủng rồi. Mình cũng là hiếm hoi có được chiếc xe này, mình đi cũng đã mua lại của chủ cũ đi hơn tính là gần 2 năm đấy. Ở thời điểm này thì mình có công chuyện cá nhân nên là mình quyết định giao bán, chứ còn từ trước giờ thì cũng chưa bán xe cá nhân bao giờ đâu. Xe của mình thì chủ yếu lấy đi mua về vợ mình đi làm, mà vợ cũng bên Hyundai. 2016 đăng ký 2017 nhá. Hà Nội một chủ, mình vẫn để tên chủ cũ chưa sang tên mình đâu. Hợp đồng công chứng cái thì sang tên cho các bạn trong một nốt nhạc thôi. Nếu mà biển Hà Nội thì các bạn vẫn giữ nguyên như này. Anh em nào ở Hà Nội thì mình bán giá 355 triệu bao sang tên cho anh em luôn nhé. Nói chung i10 thì nó lành lắm, đi nó chẳng có phát sinh cái lỗi liếc gì cả. Đây, sâu qua cho anh em xem tí nhá. Nội thất. Xe này giao dịch trực tiếp với cá nhân mình luôn. Hiện tại thì cửa hàng của mình thì ở 89 Trần Thái Tông. Đấy, ban ngày thì mình sẽ ngồi ở cửa hàng, còn buổi tối thì về Hateco Xuân Phương. Anh em nào có nhu cầu xem xe buổi tối nhá thì ghé qua trực tiếp nhà mình luôn. Cam kết với anh em là xe không lỗi, không đập đụng, không ngập nước. Nói thật với anh em là xe thợ đi, xe bọn mình đi thì không lấy đâu ra xe lỗi cả. Tuyển chọn chán chê rồi mới mua những chiếc xe như này để đi. 3 vạn 6 nhá anh em. Start top khởi động thông minh, màn hình DVD có đủ cả. Rất là rộng. Đây. Nói chung là xe này thì mình thì quê gốc ở Thái Bình, đi nhu cầu chính ở trên này ấy là chạy loanh quanh từ nhà ra công ty thì mất khoảng 7-8 cây. Vợ đi làm mất 3-4 cây nữa. Còn lại thì hầu như là chỉ có ví dụ tháng về quê lần thì còn cũng chẳng phượt phiếc gì cả. Vì nói luôn là xe này mà phượt thì cũng dở hơi lắm. Chạy phố thích thôi, thỉnh thoảng cuối tuần về quê là rất hợp lý. Anh em nào có nhu cầu tìm mẫu xe như này thì liên hệ trực tiếp với mình nhá. Giá cả thì có thương lượng. Xin phép nhắc lại với anh em, 355 triệu i10 1.2 AT số tự động, bản cao nhất nhá, màu trắng, nhập Ấn Độ, đăng ký lần đầu 2017, xe thì đời 2016. Đấy. 355. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Anh em cần thêm thông tin gì xe cũ mua bán thì alo trực tiếp cho mình. Cảm ơn anh em nhé.